Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh chương trình của mình nha. Thì ngày hôm nay anh em mình tiếp tục một cái công trình nhà cũ anh em. Thì ngôi nhà này xây đã rất là lâu rồi. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành ốp gạch nhé. Anh em. Đây là bức tường phòng ngủ của căn nhà anh em. Người ta đã tố rất là lâu rồi. Bây giờ anh em mình ốp gạch. Thì gạch này là gạch 30-60 màu trắng nhé. Gạch này gạch từng dùng luôn, nó cũng không được chuẩn. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành ốp gạch bằng cái máy cưa ốp cương này cho anh em xem nhé. Thì mình cũng ốp được vài lần bằng cái máy này, nhưng mà lúc đầu làm thì cũng rất là khó khăn, nó không được mượt cho lắm ấy. Nhưng sau thời gian thì mình cảm thấy càng làm mình cảm thấy rất thích về cái máy này nhé. Và chúng ta anh em làm khoảng vài lần anh em cảm thấy rất là thích về máy này, nó dùng rất là sướng nha, điều hô nữa. Đây. Thì anh em ốp bằng cái máy này á, hồi trước mình cũng biết á, thì mình ốp bằng hồi dâu lạnh bên tay á, người bên tay thì không ốp được đó anh em. Anh em ốp phải dùng máy đánh hơi dâu nhé. Máy đánh hơi dâu nhẹ nhé. Mới buộc được con anh em gửi bàn tay thì nó sẽ bị sườn, không buộc được đâu nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho anh em xem nhé.
Thì ở đây là bức tường gạch của anh em thợ mình vừa mới ốp xong anh em. Thì ở đây là gạch chủ nhà mua gạch người ta thải ra nên nó có rất là nhiều màu nhé. Hình như tới từng 3-4 màu trắng khác nhau. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm về ốp lạc như bay răng cưa, bàn gạt kéo răng cưa hoặc con đuôi gạch kẻ cân bằng và các sản phẩm làm bay Huế cũng kéo chỉ thì liên hệ cho mình qua số điện thoại đã ghi mình trên màn hình nhé. Mình xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nhé. Mình xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em tất cả.